Bây giờ chúng ta để mô thử một vài cái bài trong này nhé. Trước tiên là cái hình đĩa CD này. Về mặt nguyên tắc thì chúng ta nên khóa tất cả những cái hình mẫu lại để thao tác nó đỡ bị vướng. Đó. Chọn tất cả các hình mẫu này, chuột phải vào, sau đó lock object để khóa. Sau khi khóa xong thì chúng ta sẽ xử lý. Ví dụ đây, control này, mẹ là hình tròn này. Đó. Muốn di dịch nó trong cái quá trình mà chúng ta vẽ thì các bạn giữ control, giữ chuột trái, bấm thêm chuột phải để các bạn di dịch nó theo ý mình. Nhả chuột phải ra, kéo tiếp xuống dưới cho tới khi nào mà nó khớp được vào với hình dưới. Nếu mà chưa chuẩn thì có thể lại nhấp chuột phải, co kéo thêm một tí, di dịch thêm một tí. Sau khi được đến đây rồi thì chúng ta sẽ làm tiếp như sau. Giữ Shift Tool, lấy cái hình bên trong, hai thằng này cứ chọn, sau đó thì chúng ta combine để tạo ra hình rỗng đã đấy, và lúc này chúng ta mới tiếp tục bằng cách là tô, thì chọn kiểu đúng không, tốt nhất là vào trong này điều chỉnh luôn cho nó cụ thể. Ví dụ mình chọn trước là theo kiểu gì đây nhỉ, Konica này, sau đó thì bắt đầu hiệu chỉnh đó. Các bạn có thể lấy một cái màu nào đó, một màu này đó. Nhấp đúp vào đây màu thứ hai này, nhấp đúp này màu thứ ba này, màu thứ tư này, năm này, cái màu mà cuối ấy, do nó chạy một vòng tròn mà, cho nên cái điểm đầu điểm cuối của nó phải là hai cái màu giống nhau đó, thì nó mới liền mạch được, nếu không là nó sẽ bị gợn. Thế đến đây thì về cơ bản là chúng ta đã làm xong được cái kiểu tô chuyển này. Thế còn thêm thêm bớt bớt thì các bạn có thể làm trực tiếp ở đây, ví dụ như các bạn thích mà cái cặp màu nó đối ấy, thì đây có thể dịch chuyển đó, dịch chuyển những cái giá trị màu này trên những cái khu vực mà các bạn muốn, sau đó thì nhấp đúp vào đây đấy, sổ danh sách ra, thích màu đối với nhau thì làm sao đây nhỉ, lấy màu theo mẫu đó, cứ đối nhau thì là màu giống nhau, thì các bạn thêm thêm bớt bớt các cái điểm điều khiển ở những khu vực mà các bạn cần. Đấy, đại loại nó sẽ là như thế để mà các bạn có thể điều chỉnh thêm bao nhiêu màu, bớt bao nhiêu màu thì mọi thứ mình làm trực quan thôi, quan trọng là biết đúng kiểu là gì đây nhỉ, Konica, và biết cách thêm thêm bớt bớt màu. Bài này thì nó đơn giản vậy thôi. Bài này nhá, xem tiếp bài thứ hai. Bài thứ hai này, một hình tròn này, quá trình vẽ điều chỉnh cái hình này thì cũng giống như là bài trước thôi, kết hợp giữa phím control, phím chuột trái chuột phải, sau đó thì giữ shift thu vào trong để lấy phần trong, trước khi mà combine thì nên copy để lấy cái hình bên trong đã, sau đó thì nhấn alt vẽ chạm nhanh một cái như thế này, sau đó thì chúng ta sẽ từ từ giữ shift này thu vào trong này, chuột phải này, sau đó copy lấy cái hình bên trong, giữ an
vẽ một đường như này để chọn cả hai hình, sau đó thì combine. Combine xong rồi thì các bạn có thể gì đây ạ? Tô màu cho nó rồi, đúng không? Tôi sẽ được cái phần bề ngoài. Ctrl V dán cái vòng trong vào. Bây giờ giữ Shift, chúng ta sẽ thu đều cho tới khi nào mà cái hình này nó được tương tự như một cái cánh. Đó, sau đó thì bấm và quay. Trong lúc quay chúng ta giữ phím Ctrl để đảm bảo nó nhảy theo bước 15 độ. Kéo một lần, hai lần thì bây giờ ra được 30 độ. Ctrl R. Chọn tiếp An. Chọn hết. Bỏ cái bánh ngoài đi. Và bây giờ chúng ta sẽ hàn vào với nhau. Sau khi mà chúng ta hàn vào, chúng ta sẽ được cái phần bên trong. Đấy. Bây giờ vấn đề là tô. Tô thì nó cũng cứ lặp đi lặp lại thôi. Ở đây nó chỉ có hai màu, một màu sáng, một màu sẫm. Bây giờ tôi bắt đầu tô. Thứ nhất là tô chuyển. Thứ hai là biến thể theo kiểu gì đấy ạ? Konica. Trong này chúng ta sẽ làm hai màu. Một màu là màu đỏ đi. Ví dụ thế. Và một màu còn lại sẽ là màu gì ạ? Màu vàng. Đây bây giờ ví dụ đầu cuối hai thằng là như nhau nhá. Để nó khép kín nữa này. Sau đó thì cứ cách ra. Đây. Một thằng vàng này. Một thằng đỏ. Sau đó lại gì đó. Một thằng vàng, một thằng đỏ. Một thằng vàng, một thằng đỏ. Cứ thế xen kẽ nhau cho tôi. Thế bây giờ mình sẽ điều chỉnh, đúng không? Đây, nhắc thử ra xem 7 mẫu nó sẽ nằm ở đâu nhé. Đỏ giữa, vàng vàng ở khe, ok. Đây, thì bây giờ chúng ta sẽ điều chỉnh trực quan nhé. Dịch này, để cho thằng vàng này chạy vào cái khu vực nằm ở khe này. Thằng đỏ này chạy về nằm ở đỉnh này. Đó. Sau đó thì lại tiếp tục thằng vàng chạy về khe này. Tiếp tục này, nhấp đúp này. Lấy mẫu màu này. Đó. Sau đó thì lại ở giữa này thì chúng ta lại làm một cái nữa này. Nếu mà khó ấy, các bạn thấy là lúc mà đặt lây nó che lấp ấy, thì tốt nhất là mình làm sẵn hai màu ra ngoài này đi. Đấy, một đỏ một vàng, ví dụ thế này. Định lấy màu gì thì mình đặt sẵn hai màu ra đây. Ví dụ vậy. Thế xong rồi đến lúc mà mình thao tác ở đây thì mình lấy mẫu ở ngoài cho nó nhanh. Vàng này, đó, xong này. Thằng này lại ở giữa này lại đỏ này. Hoặc nếu không thì mình sẽ làm một mạch đi. Làm một mạch, tại vì là cứ mỗi một lần mình làm như thế này thì nó sẽ nhảy theo cái màu mà trước đó ấy. Đấy thì bây giờ mình cứ làm một mạch các màu. Ví dụ tất cả những cái màu này là màu vàng đi. Tất cả những thằng nằm lọt khe nhé. Ở giữa này này. Làm hết một hơi màu vàng cho tôi. Sau đó thì chúng ta sẽ làm màu đỏ xong.
Thế bây giờ những cái thằng ở đỉnh cánh lúc này mình mới bắt đầu mình chọn và mình gắn màu vào đây. Đến đây đã đủ chưa ạ? Đối bài này xong nhé. Bây giờ tiếp đến bài phía dưới. Bài phía dưới thì bài này thực ra là cùng một quy tắc thôi. Chúng ta chỉ cần làm mẫu một bài. Chuột phải này, lớp object này. Quan sát thì trông nó có vẻ hơi phức tạp một tí, nhưng mà thực ra thì cái bài này nó chỉ cần chúng ta phân tích được thì là chúng ta có thể vẽ là ngay thôi. Ở đây nó có tính chất là thứ nhất là tròn đồng tâm, thứ hai là tính chất lồi và lõm. Lồi và lõm thì nó sẽ phân biệt ở cái gì? Phần lồi và phần lõm nó sẽ có ánh sáng khác nhau. Bạn quan sát một cái vật mà nó có cái phần mặt ngửa lên đón ánh sáng và phần úp xuống bị khuất, thì đối với cái phần nào mà bắt ánh sáng ở phía trên thì nó sáng, gập xuống dưới thì nó tối. Thế thì hai thằng này sáng và tối nó cứ đặt liền kề nhau, cứ một thằng sáng một thằng tối, một thằng sáng một thằng tối ngược chiều nhau thì bao giờ nó cũng sẽ tạo ra cái sự lồi lõm khác nhau. Và đây là cách làm. Sau khi mà chúng ta có được một hình rồi, chúng ta mới bắt đầu tiến hành tô màu. Tốt nhất là cũng giống như vừa nãy, các bạn lấy hai màu mẫu cho tôi. Đó. Hai màu mẫu. Ví dụ màu xám và màu sẫm. Để sẵn hai màu đấy. Bây giờ tôi mới bắt đầu tiến hành tô này. Trường hợp này tô chuyển, đó, tô chuyển theo kiểu hình tròn. Một màu sẽ lấy theo màu này. Một màu sẽ lấy theo màu này. Sau khi lấy xong, tôi mới xử lý một chút, tức là tôi sẽ làm cái thao tác là dịch để cho nó có cái chiều sáng lên trên, một thằng chiều sáng lên trên, một thằng chiều tối xuống dưới. Bây giờ copy này, Ctrl C, sau đó thì chúng ta hoặc là cộng đi, cộng luôn đi, sau đó thì giữ shift thu đều vào trong. Thu đều vào trong đến một cái mức độ cần thiết này rồi thì chúng ta mới dừng, đúng không? Bây giờ tôi làm ngược lại này. Đây, lúc này thì thằng này lại được gì đấy, đưa xuống dưới, tức là đảo chiều đi. Đấy. Thằng này cộng tiếp, thu đều vào trong một phần nhỏ nhỏ thôi. Hai thằng này sẽ được chọn cùng nhau và combine rồi thì làm sao nhỉ? Nó đục thủng đi, nó chỉ còn giữ lại một mảnh thôi, nhớ không? Hủy đường viền đi. Bây giờ nhìn đã rõ chưa? Nó chỉ là một cái là gì đây? Chiếu sáng phía trên, một cái chiếu sáng phía dưới. Hai thằng cứ đảo ngược cho nhau liên tục. Ok, thế là xong. Bây giờ chọn tiếp này. Thu vào này. Thích lồi thì như thế này, thích lõm thì theo kiểu thế kia. Ở đây, ví dụ thằng này mà muốn học theo cái thằng khác thì đây,
chúng ta sẽ chọn này, lấy của thằng này, đúng không? Tô cho thằng này. Ở đây chúng ta có hai công cụ nhé, một cái color airdrop thì nó chỉ lấy đơn giản là màu, còn một cái này là lấy thuộc tính. Đấy. Nếu mà lấy thuộc tính thì bây giờ các bạn chỉ cần lấy mẫu của thằng này, sau đó thì các bạn tô cho thằng này thì nó sẽ làm ra đây, tô theo kiểu luôn, đúng không? Đấy, thì các bạn cứ đặt cho tôi theo các chiều mà nó cứ ăn đi đảo lại thôi. Đấy, ví dụ thì nó cứ đảo chiều, một sáng một tối. Thế thì đấy là cái phần lớn nhá. Thế còn phần nhỏ thì sao? Phần nhỏ thì bây giờ ví dụ tôi lấy thằng này lên đây, chuột phải lên đây, sau đó giữ shift, đúng không? Chọn cả hai, C đi, C để làm gì? Để thằng hàng ở giữa, đúng không? Bây giờ tôi chọn thằng này, giữ shift, thu nhỏ lại thành một cái đinh tán ở đây. Tiếp tục kéo xuống dưới, giữ shift trong lúc kéo để đảm bảo thằng hàng, chuột phải, thế là nhân bản hai thằng, thằng này với thằng này, hai thằng lại chọn, đúng không? Group tạm thời với nhau để coi như là một đối tượng. Gióng hại hàng lại một lần nữa cho tôi, C E để đảm bảo là thẳng cả giữa, thẳng cả này. Khi mà nó đã trùng được cả hai tâm mà cái hình tròn thì to hơn thì lúc này nó sẽ quay theo tâm của hình tròn thôi. Đây, bây giờ chọn này, chọn tiếp lần nữa này, giữ control này, 15 độ nha, chuột phải, rồi cứ thế mà nhân bản thôi. Đây là đinh tán là gì à, đúng không? Bây giờ đến sao nha, vẽ sao này, thích lấy theo mẫu nào thì lấy, thích tô theo kiểu gì thì tô, đúng không? Nếu mà các bạn mà làm nổi chuẩn ra thì có lẽ là chúng ta sẽ làm theo kiểu conica, xong rồi phần ra cũng nằm cánh giống như phía trên này này, thì nó sẽ làm cho ngôi sao nổi lên. Tôi nói thầy đã hình dung chưa ạ? Lại một sáng một sẫm nhá. Nào bây giờ xem thử trường hợp này. Gần gần đây để lấy tô màu nhé, tô chuyển này, conica này. Bây giờ mình sẽ hiệu chỉnh cái thằng này, xoay này, đúng không? Ví dụ sáng nha, sẫm nha, sáng nha, sẫm nha. Đấy, đại loại như thế để làm sao cho nó làm nổi cánh cái ngôi sao lên. Đấy, và sau khi mà chúng ta làm xong cái này thì chúng ta sẽ giải quyết tiếp như sau, cũng lại nhân bản thôi, đúng không? Đây, bỏ này ra, thằng này lại C này để thằng hàng này, đúng không? Bây giờ lại tiếp tục làm sao đây?
xuống dưới đúng không? Chuột phải này, nhưng mà lúc này thì cần phải làm sao đây ạ? Lật ngược lại. Tại vì sao thì nó không phải giống như hình tròn xoay chiều nào nó cũng thế. Đúng không? Nhưng sao thì rõ ràng ở trên thì mũi tên nó phải thẳng lên trên, cái cánh trên cùng nó phải thẳng lên trên, dưới thì nó phải úp xuống dưới, đúng không? Sau đó thì cũng lại hai thằng này lại group tạm thời với nhau, coi tạm coi như là một đối tượng đi. Đấy, sau đó lại chọn tiếp với hình phiên lớn CE để đảm bảo là đồng tâm cả hai chiều. Ở trong thì diện cái hình này nó rộng hơn này, mà ở trong thì diện tích bé hơn thì cái này quay sẽ lớn hơn một tí, đó là 30 độ. 15 này, 30 này, chuột phải. Ctrl R. Đấy, đại loại là như thế, và cuối cùng việc của các bạn chỉ còn là group hết nó lại thôi. Thì sẽ xong cái khiên. Thực ra tất cả nó đều là bài toán là gì đấy ạ? Bắt sáng và khuất sáng. Thế thôi, để mô phỏng về cái sự lồi hoặc lõm. Thì thằng này nó cũng thế thôi. Đấy, còn bài này thì phải chọn được cái mẫu. Đúng không? Cái này nó nằm ở trong texture, nó là cái mahogany. Đấy, thế còn ví dụ như bài này. Bài này thì sao? Bài này nó sẽ là tính toán thôi. Đây là một nửa vòng tròn. Một nửa vòng tròn là 180 độ. Mà 180 độ mà đây là 10 múi. Thì vậy thì mỗi thằng này là 18 độ. Vậy thì thao tác của tôi làm nó chỉ đơn giản này thôi. Chọn một thằng này, đúng không? Một thằng tôi giảm về 0, một thằng tôi cho là 18. Vậy thì tôi sẽ có một cái múi nó như thế này, đúng không? Kích vào đây để ra tâm quay, giữ Ctrl mà kéo thì thế nào nó cũng sẽ về đúng cái điểm trái này. Bây giờ việc của tôi cần thiết là gì đây? Quay cho nó là một góc 18 độ và nhân bản. Đó. Nếu bằng lệnh thì chúng ta sẽ Ctrl G, gọi thằng này ra, chọn Edit, thay vì 15 độ cưỡng bức chuẩn của Corel, tôi cho nó thành 18. Ok, sau đó thì kéo 18, chuột phải, sau đó Ctrl R cho tới khi nào mà nó tạo thành gì đấy, một nửa. Còn nếu không, chúng ta dùng lệnh gốc nhá. Đây, bây giờ Ctrl G giả lại thành 15 đã, chứ không các bài sau không biết là bao nhiêu. Đến đây thì tôi sẽ giải quyết lại gì đây nhỉ? Object Transformation Rotate. Bắt đầu thiết lập lại về tâm quay. Đây, tâm quay chỉ cần bấm vào đây là đúng rồi, đúng không? Thế và quay bao nhiêu đây? 18 độ, đúng không? Copy ra thành bao nhiêu bản đây? 9 bản. 9 thôi, đúng không? Tại vì một bản nó đã có rồi, còn gì nữa? Thì nó sẽ quay và nó tạo ra từng đấy bản sao. Thì chúng ta sẽ có việc còn lại sẽ là gì đây? Đấy. Thế còn lấy mẫu mà lấy nhiều mà vẫn không phải bấm đi bấm lại công cụ thì các bạn chỉ cần giữ shift đây, lấy mẫu xong nhả ra thì nó lại thành độ màu. Cuối cùng thì chọn hết cái đống này, hủy hết đường viền đi, group lại. Chữ dưới này thì có đã tính ra cách chưa ạ? Bản chất nó chỉ là hình chữ nhật thôi. Bây giờ lại quay trở về bài hàn và cắt thôi mà. Đây này, ví dụ. Kéo nhá. Bây giờ cái này, shift này, thu vào này, chuột phải để nhân bản này, sau đó thì shift này, đến nơi thôi thì không nhân bản nữa, giả hết cái lũ này về gì đấy ạ, về không, hai cái này combine vào thì nó ra chữ này, lặp lại. Thực ra nó cứ có chỗ gì đấy cong, có chỗ thẳng, thì chẳng qua là từ những cái này mà chúng ta đưa ra thôi. Chữ Y thì chẳng qua là chữ hình chữ nhật thẳng thôi, đúng không? Còn tất cả những cái này, cứ cái thẳng, cái cong, cái thẳng, cái cong, chúng ta nhân bản và chỉnh sửa về những hình chữ nhật đó. Sau đó thì cắt cái hàn gì thế nào thì cũng giống như cái bài cắt hàn mà tôi đã hướng dẫn các bạn đấy.
Đấy thì các về cơ bản là chỉ đến đây là xong. Cái này thì mẫu pattern thì vừa nãy các bạn đã nhìn thấy mẫu pattern gạch rồi đúng không? Ta có thể làm được. Cái phần dưới này thì sao? Cái này thì chẳng qua là tô màu, lấy cái cớ thôi, tô màu làm cớ thôi. Nhưng mà trong cái bài này thì chúng ta sẽ nhắc lại một cái khái niệm là bất cứ cái nào mà vẽ có tính cân đối thì các bạn chỉ vẽ một nửa, sau đó các bạn nhân bản và lật sang bên kia hàn lại thì các bạn sẽ có một cái cân đối hoàn toàn. Đấy, đừng bao giờ cố gắng vẽ một cái cân đối cả hai vế, bao giờ chỉ vẽ một vế thôi và hàn nhân bản hàn tiếp cái nửa còn lại. Thế còn cái thằng này thì nó chỉ khác một tí thế này thôi. Đây ví dụ một hình này, hai hình này, dài ngắn bao nhiêu tùy các bạn đó. Sau đó thì các bạn hãy lấy một trong hai thằng để làm chuẩn cho cái bài kia. Ví dụ cái này tôi sẽ lấy độ rộng, sau đó tôi copy vào đây và tôi làm sao đây, dán cái độ rộng vào đây để đảm bảo rằng hai thằng rộng ngang như nhau đó. Hai thằng này chọn C để thẳng hàng, sau đó thì các bạn sẽ làm sao đây, di dịch cho tới khi nào mà nó ăn vào với nhau. Tiếp tục hai thằng này hàn với nhau thành một, thằng này đưa lên trên cùng, ship back up đưa lên trên cùng. Việc còn lại sẽ chỉ là tô màu thôi. Ở đây thì chúng ta sẽ tô đại nó một màu thử để làm mẫu, sau đó thì chúng ta chuyển vào đây và tìm tới cái mẫu sổ danh sách ra cho tới khi nào mà tìm thấy cái mahogany ở đây. Đây, mahogany đây. Đấy. Ok, bây giờ tôi sẽ đưa các mẫu xuống đây. Chuột phải kéo thả copy fill here. Chỉnh trực tiếp luôn. Cho nó dài. Đối với thằng này. Ví dụ thế. Đó. Còn hình này thì sao? Hình này thì liệu có vấn đề gì không? Cắt cắt là hàn thôi mà. Ở đây nó chỉ có cái như thế này này. Đây tôi demo một đoạn nhỏ nhỏ nhanh đấy nhá. Ví dụ cái nắp này, tốt nhất là bây giờ chúng ta thiết lập một cái đoạn dịch chuyển đã. Rồi đây nắp nhá. Xong lấy mẫu xong, bây giờ cái thứ hai xong, cái thứ ba tư. Vẽ tiếp cái này. Tất cả bây giờ mấy tô màu này dịch nha. Bây giờ chúng ta mới xem thử này, lấy mẫu này à, lấy lại màu nhá. Đây là cái đỉnh này, ship này,
bây giờ làm gì nữa ạ? Thằng này tạm thời cắt đi nhé, chọn hết cái đống này này, bỏ cái thằng này ra này, hàn vào này một cái này, Ctrl V dán vào, thằng này nằm lên trên, group lại. Vậy là tôi xong cái nắp nhé, thân này. Ở đây thì tôi trao đổi thêm một tí, như vừa nãy cũng đã có bạn hỏi rồi, một số các đối tượng của chúng ta nó thuộc về hình mà vẽ ra một lần mà vẽ được ngay thì nó có mang những cái thuộc tính đặc biệt của nó để phân biệt với những hình mà do chúng ta tự vẽ đấy. Thế thì hình chữ nhật thì đây này, ví dụ như cái góc này nó là cái thuộc tính đặc biệt của nó, do đó bây giờ muốn hủy cái này thì chúng ta vào object, trong object này chúng ta chọn cái lệnh là convert to curve hoặc là phím tắt của nó là Ctrl Q để biến đổi ra thành một hình vẽ bình thường không còn mang những thuộc tính riêng của hình chữ nhật nữa. Sau đó thì chúng ta mới vào cái công cụ shape này. Công cụ shape này thì cho phép chúng ta làm một số thứ như sau: chọn các điểm điều khiển muốn điều chỉnh, sau đó thì các bạn bấm vào cái nút lệnh shape or scale node. Cái này là một cái biến thể, tức là chỉ co kéo các điểm điều khiển thôi thay vì co kéo đối tượng. Đây, giữ shift mà co thế này thì nó sẽ chỉ co cái gì đấy ạ? Nó sẽ chỉ co cái điểm mà tôi chọn thôi. Đấy, thì với cách như thế này thì tôi có thể là điều chỉnh cho nó cân bằng. Việc còn lại thì có giống như cái nắp không ạ? Đấy, đại loại như thế này. Đến đây tôi chọn cái này với cái hình vừa làm, đúng không? Hàm lại thì tôi sẽ có một hình lớn như thế này. Sau đó thì muốn làm thêm cái này nữa thì tôi sẽ vẽ thêm một đường như sau. Bây giờ cả hai cái thằng này tôi chọn và tôi làm sao đây, dịch mũi tên. Đó. Thằng này thì chẳng qua là tô chuyển thôi, đúng không? Nếu mà các bạn tự tay làm thì các bạn sẽ phải chọn cái công cụ này rồi các bạn tô chuyển dần dần dần. Nếu không thì chúng ta làm quen công cụ này đi, lấy thuộc tính của mẫu này đưa sang bên này thì chúng ta sẽ có luôn cái thuộc tính của bài mẫu. Tại vì cái này nó là vector, đúng không? Chúng ta có hoàn toàn thể nhảy được. Ảnh thì không làm được, ảnh thì chúng ta phải đo từng đoạn một để lấy mẫu. Sau đó thì với cái nắp này thì lại shift bắt up đưa lên trên. Cái đoạn này thì đơn giản là lệnh chúng ta đã biết rồi, đúng không? Lấy mẫu này. Tạo thành vùng khép kín ở đâu thì nó sẽ có thể là tô màu đến đấy. Thế demo đến đây thì liệu các bạn đã có thể làm được nốt cái phần còn lại chưa? Đấy, quy tắc ở đây thì nó vừa là tập lấy thuộc tính, tập vẽ, tập giao cắt tầng thứ cao thấp khác nhau, hàng cắt nó cũng tương đối tổng hợp ở trong một cái bài như thế này. Đấy, thì tôi nghĩ rằng là qua từng đấy cái giới thiệu thì chắc là cũng đủ để cho các bạn có thể là hoàn thành được cái bài này rồi.